Đây chính là xe ô tô của mình. Đây chính là xe ô tô của mình. Đây chính là xe ô tô của mình. Cậu ấy chính là em trai mình. Tha chiêu sư của tỷ tỷ. Tha chiêu sư của tỷ tỷ. Trong bài này, từ chiều còn có nghĩa là chỉ thời gian ngắn, là đến. Chiều tảo. Chiều tảo. 15 phút là đến nơi. Sử ủ phân trung chiều tảo. Sử ủ phân trung chiều tảo. Hãy chú ý từ trung, trong, phân trung. Từ trung được dùng khi nói phút hoặc giờ đứng riêng. Ví dụ 10 phút. 10 phân trung. 10 phân trung. 20 phút. 20 phân trung. 20 phân trung. 3 giờ đúng. 3 điểm trung. 3 điểm trung. 5 giờ đúng. 5 điểm trung. 5 điểm trung. Hãy nghe từ khuôn viên trường. Xiao yuan. Âm Hán Việt là hiệu viên. Xiao yuan. Xiao. Xiao. Yuan. Yuan. Xiao yuan. Xiao yuan. Hay nói phía đông trong khuôn viên trường. Xiao yuan de dong bian. Xiao yuan de dong bian. Phía tây trong khuôn viên trường. Xiao yuan de xi bian. Xiao yuan de xi bian. Phía bắc trong khuôn viên trường. Xiao yuan de bei bian. Xiao yuan de bei bian. Hãy nhắc lại từ Việt Nam. Việt Nam. Hãy thử nói phía Nam. Nam biên. Nam biên. Phía Đông Nam. Đông Nam biên. Đông Nam biên. Phía Đông Nam trong khuôn viên trường. Xiao yuan de Đông Nam biên. Xiao yuan de Đông Nam biên. Ký túc xá của mình ở phía Đông Nam của khuôn viên trường. Wǒ de sù shè zài xiào yuán de dōng nán biān. Wǒ de sù shè zài xiào yuán de dōng nán biān. Hãy nhắc lại, dưới nhà, dưới tầng. Lǒu xiā. Lǒu xiā. Ở trong bãi để xe dưới tầng. Zài lǒu xiā chē péng lǐ. Zài lǒu xiā chē péng lǐ. Phòng 806 tầng 8.
Ba lầu ba lính liều hảo. Ba lầu ba lính liều hảo.